Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Hồng Phong, sinh viên khóa 3 lớp K3 Happy. Thì trong video này thì mình sẽ nói cho các bạn về cách tạo header, footer trong văn bản Word và làm thế nào để chúng ta ngắt trang thành những cái section khác nhau mà nó khi chỉnh sửa thêm trang ở section này thì lại không liên quan đến section khác. Vậy thì bây giờ mình đầu tiên thì mình sẽ ví dụ mình sẽ tạo header, mình sẽ nói header và footer. Header tức là cái phần trên đầu này các bạn, bình thường các bạn sẽ không nhìn thấy cái header đâu mà nó sẽ ở khoảng đây các bạn, đặt ở trên này đó, vì đó là cái phần chống của một trang văn bản. Thường là một số văn bản thì nó sẽ có một vài ký tự gì ở khu vực trên này hoặc là ở phần dưới này, thì header tức là phía trên trên cùng. Làm sao để mở được header, các bạn phải ấn nháy nút chuột 2 lần liên tiếp, 1 2, ok thì nó sẽ hiện ra phần header cho các bạn. Phần này thì nó khi mà viết chữ ra thì nó sẽ mờ, nó sẽ hiện mờ này, và phải nháy nút lại thì mới chỉnh sửa được, chỉnh sửa và mọi thứ đều như giống nhau thôi. Đây thì header, phần hit ở phần header thì các bạn có thể thêm cái gì đó, đây thêm chữ, thêm một cái document type hay là thêm một cái góc nhìn trông nó ngầu ngầu gì đó, có rất nhiều định dạng header cho các bạn có thể lựa chọn đây như kiểu vậy. Thì ở phần này thì mình có thể viết tên của mình để kiểu như coi như là một cái trang văn bản mà mình viết ra. Đây. Tiếp theo là footer cũng thế, các bạn có thể ấn đây và nó cũng có như là định dạng footer khác nhau. Thường là ở dưới, ở phần footer thì là mọi người thường hay đánh dấu trang, bởi vì những quyển sách hay là những cái trang văn bản nhiều nhiều trang ấy thì thường là đánh số trang ở dưới. Ok, đó là phần header footer. Thì tiếp theo thì mình sẽ mở một trang văn bản đi, mình sẽ mở một trang văn bản ra bất kỳ ra. Ok. Đây có rất nhiều trang văn bản, rất nhiều trang và nó không hề được đánh số trang. Thì mình sẽ ấn vào section và mình đây chọn phần footer và chọn kiểu kiểu số. Đây, 1 thì ở dưới nó sẽ tự động là 2. Có một cách khác để đánh số trang đó là chọn page number và nó sẽ có những định dạng là ở trên, ở dưới, ở trên và dưới của trang văn bản thì nó sẽ các bạn sẽ có thể chọn dưới trang ở độ ở ở vị trí nào của một đấy là tùy các bạn. Khi remove page number thì nó sẽ xóa số trang đi. Và có thể chỉnh sửa đánh số trang. Ở đây nó có hiện đánh số 1, 2, 3, ABC tùy vào yêu cầu của các bạn. Và start up tức là bắt đầu từ số 0 à, thì nó sẽ đánh số trang từ 0 cho đến 1, 2, 3. Rồi còn phần section 1, section 2 ấy, tức là như vậy mình nói ấy, thì đó là phần còn tức là đây mình sẽ thực hành cho các bạn rồi mình sẽ nói sau. Mình đặt con trỏ chuột ở đầu văn bản
mình chọn layout, mình chọn brick và chọn next page. Đây các bạn có thể nhìn thấy insert a section brick and start the new section on the next page, tức là khi mà chúng ta chọn cái mục next page đó thì nó sẽ tạo ra hai section khác nhau. Mình để chuột con chuột chuột ở đầu văn bản lúc nãy thì khi mình ấn next page thì nó sẽ cái phần văn bản lúc nãy nó sẽ nhảy sang một trang khác, và cái trang hai trang này nó sẽ là hai section khác nhau. Đây các bạn có thể thấy section B là section 1 và đây section 2, nó sẽ tạo ra một section mới. Và làm thế nào để khi mà mình viết ở trên header, ở phần header này sẽ không liên quan gì đến phần header dưới, thì đây các bạn trỏ chuột vào cái section đầu section 2 thì các bạn nhìn ở trên thanh design có chữ link to preview previous, tức là cái này nó đang liên kết với cả hai section, nó đang liên kết với nhau. Khi bạn tắt cái liên kết này đi và bạn chỉ viết một cái gì đó ở header phần section 2 thì section 1 sẽ không liên quan gì cả. Đó, và bạn xóa đi thì nó cũng không liên quan gì đến section 2 cả. Thì đấy là cách mà chúng ta tách những section. Ví dụ như là khi mà chúng ta viết một văn bản xong, chúng ta muốn tạo một trang bìa thì chúng ta sẽ để chuột vào đầu văn bản và chúng ta chọn layout, chọn brick và next page, nó sẽ tạo ra một section mới không liên quan đến section 1. Thì khi mà chúng ta tạo tạo bìa xong ấy mà muốn đánh số trang bắt đầu từ section này thì chúng ta cũng bắt buộc phải tách section và hai section này phải không liên kết với nhau. Thì mình sẽ phải ấn vào phần footer, tức là phần ở dưới cùng, và chúng ta chọn page number cho section 2. Vì khi mà chọn brick next page thì nó sẽ tạo ra hai section khác nhau rồi, thì trang đầu tiên là section 1, trang thứ hai là section 2. Chúng ta sẽ phải đánh số trang lại. Đó. Và từ đây chúng ta sẽ chọn format và chọn bắt đầu từ trang thứ nhất. Okay. Thì kể từ trang này trở đi thì đây các bạn có thể cho nhỏ lại có thể nhìn dễ hơn. Đây. Đây là trang thứ nhất, còn đâu trang này thì mình sẽ xóa đi. Và nó sẽ không liên quan gì đến trang này cả. À mình quên chưa bỏ link, bắt buộc các bạn phải bỏ link to previous nhá. Bởi vì hai section này sẽ không được liên quan đến nhau nếu các bạn bỏ link, còn nếu bạn vẫn để link thì nó vẫn liên kết. Đó. Và bây giờ page number lại từ đầu. Thì nó đánh dấu từ số 1, số 2 và section 1 là cái trang bìa này sẽ không liên quan gì cả. Ok, thì vừa rồi mình đã nói cho các bạn nghe về cách tạo header, footer, section 1, section 2 và có thể section 3 là tùy và thuộc vào các bạn. Khi các bạn để đặt chuột vào một vị trí nào đó thì những cái tất cả những cái ký tự đằng sau của cái đoạn chuột đấy, đây, ví dụ mình đặt chuột ở đây thì tất cả những vị trí chữ đằng sau thì nó sẽ trang sang một section khác. Đấy, đây là section 2 và đây là section 3. Nó luôn luôn là như thế, như vậy. Bởi vì đây là nó thêm một cái section mới. Đó. Thì nó tạo ra những section khác nhau và có thể chỉnh sửa một cách khác nhau. Khi mà chúng ta bỏ link previous đi thì những cái section 2, section 3 nó sẽ không liên quan đến nhau nữa. Ok, video của mình sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn.